Khi bên anh em thấy điều chi, khi bên anh em thấy điều gì nước mắt rơi, gần kề làn mi, chẳng còn những giây phút, chẳng còn những ân tình, gió mang em rời xa nơi đây. Yêu thương không còn nơi đây, mang tình buồn theo mây, cơn mơ về mong manh cơ thể ta cho qua mau quên đi phút giây. Mưa rơi trên đôi mi qua lối vắng, ánh sáng mở bu lên là khói trắng, bóng dáng em nụ cười ngày hôm qua, ký ức cũng ngủ quên chìm trong mà xứng đáng. Anh nhớ dòng nước mắt sâu lắm, anh nhớ nỗi buồn của em ngày không nắng.
không yêu anh. Điều đó chắc anh cũng biết. Nhưng ngày hôm nay em rất thất vọng. Không phải vì anh là một thành viên hồ, mà vì anh đã lừa dối em. Có biết con gái sợ nhất là điều gì không? Sợ nhất là mình bị lừa dối. Sợ nhất là mình biết một thứ không phải là sự thật, nhưng mình cứ nhất nhất phải tin vào nó. Sợ nhất là mình tin vào một người mà người đó luôn có những bí mật đáng sợ phía sau lưng họ. Và đáng sợ nhất đó chính là người mình yêu thương nhất, mình tin tưởng nhất. Khi bên anh em thấy điều chi, chỉ là người cho mình chịu hy vọng điều nhất. Gì nữa mất rồi, gần kề làn mi, chẳng còn những giây phút, chẳng còn những ân tình. Gió mang em rời xa nơi đây. Khi xa anh em nhớ về ai? Khi xa anh em nhớ một người chắc không phải một người như anh. Người từng là sao quên được.